Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS 2.2 máy dầu số sàn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 11 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà yêu thương em nó thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2013 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này, từ ngoại thất cho đến nội thất, rồi phần động cơ, cả về phần gầm của chiếc xe. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn nhé, với những chiếc xe bán tải thì là chạy ở Hà Nội là cực kỳ đẹp quý vị bạn ạ. Thứ nhất là không phải leo trèo đồi núi này, chạy đường bằng này. Cái thứ hai là không bị nước mặn, bởi những chiếc xe mà chạy ở những cái vùng nước mặn thì gầm nó sẽ rỉ ra, nó rất là xấu rồi. Chiếc xe bán tải này tôi quay chi tiết cả phần gầm thì quý vị bạn thấy được là nó còn rất là đẹp, đẹp cả về cái phần gầm quý vị bạn nhé. Sau đây thì mời quý vị bạn tiếp tục theo dõi video ạ.
Hãy subscribe.